Hôm qua ai vào đây à? Hello, có hẳn một người rồi. Xin chào, xin chào, xin chào. Giờ vào không biết tiếng Việt nhá. Xin chào các bạn. Lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện. Ba que, tại vì ba que ba gậy nó chết hết rồi. Không ai vào đây nói chuyện à? Mình muốn nói về cái vụ tại sao mà nhiều người ở hải ngoại đấy, nhiều không về Việt Nam ở. Vào đây chơi mọi người ơi, lâu lắm không gặp, mọi người có khỏe không? Làm ăn buôn bán bây giờ làm sao rồi? Việt Nam bây giờ sao? Chứ bên này bây giờ cuộc sống càng ngày càng khó khăn các bạn ạ. Mọi người có biết không, trước đây mình đã giải thích cho mấy cái bọn ba que ba sọc ấy nó hiểu là ở bên này sướng lắm, được ăn trợ cấp này kia các thứ, rồi có một ngày á, cái chính phủ này á nó hết tiền á thì nó sẽ khó khăn rất là nhiều. Nó thì đến ngày hôm nay nó cũng giống giống như thế rồi. Và bây giờ cái cách ăn trợ cấp với ăn thất nghiệp ấy bây giờ nó lại đang thử nghiệm, nó làm theo cái cách như ở bên Mỹ á, là food stamp á, là giống như là cái thời bao cấp mình là có phiếu ăn á. Đó, phiếu mua đồ. Chào huynh đệ, chào các bạn nhé. Vào đây chơi. Thì bây giờ nó đang áp dụng cái nó đang thử nghiệm áp dụng cái kiểu như thế. Rồi từ từ nó cũng sẽ theo cái kiểu của Mỹ, ông bỏ mẹ. Đấy, nó sẽ không cho tiền mặt cho mình mà nó chỉ để nó cho tiền cho mình chỉ để mua đồ ăn này, mua đóng tiền bill á, tiền tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền phone các thứ thôi, chứ nó không cho tiền mặt. Nhưng mà người Việt Nam mình thông minh lắm, đi đến đâu cũng đủ các chiêu trò, không thiếu một cái chiêu trò gì hết. Kiểu gì cũng được. Ở bên Mỹ đúng không, những ai ở bên Mỹ thì hiểu cái vụ food stamp ấy, mình muốn lấy tiền mình đi ra mình đổi cái gì MC Lisa Vũ, cái gì viết tắt mình không biết viết. Mình chúc à, Lisa Vũ cái gì đó viết tắt, bây giờ mình không, không không hiểu đâu. Bình an xinh đẹp và hạnh phúc. Cảm ơn Long Thủy nhá, lâu lắm rồi không gặp các bạn. Các bạn ở Việt Nam hay là ở đâu? Chắc ở Việt Nam à? Giờ này bên Việt Nam vẫn là sớm đó, 7-8 giờ đấy đúng không? Bên này Việt Nam cách bên này 3 tiếng. Đang ngồi ăn này mới có thời gian, lâu lắm rồi không lên đây chơi. Lý do tại vì ba gậy nó chết hết rồi, không có đứa nào nó chửi mình nữa, cũng buồn. Ngày xưa nó hay ở đây nó chửi mình cho nên là mình có cái đề tài để mình nói.
Lâu quá mới thấy em nên like. Anh ở Hà Nội, Việt Nam. Ok. Bao giờ Lisa về Hà Nội chơi gặp các bạn ở người ở Hà Nội nhá. về Việt Nam ngày xưa mình về Việt Nam trời, mình bắt đầu xuống sân bay một cái mình cảm giác đây mới là nơi mình về, biết không? À, giống như là cái cảm giác lần đầu tiên mình đặt chân về Việt Nam ấy, mình cảm giác đây mới là nhà của mình ấy, cái kiểu vậy đó. À, xung quanh mình nghĩ ai ơi nói tiếng Việt Nam rồi này kia các thứ đúng không? À, cái chủ nhà bao giờ nó cũng có một cái quyền lực nó nhiều hơn là bên này. Bên này thì đất nước của người ta, biết không, đi ra ngoài đường mặc dù cái bọn Tây ở bên này thì nó cũng hổ lốn ấy, nhưng mà nó cũng ở bên này cũng kỳ thị à, chỉ những cái người không có hay gần những cái bọn đấy thì không biết thôi. Lâu quá mình không lên đây tại vì ngày xưa mình thích nói về cái đề tài ba que ba gậy á, nhưng mà bây giờ ba que ba gậy nó chết hết rồi, nó không lên đây quyên góp nữa rồi, nó không lừa được cái đồng đồng đội của nó ở bên này nữa, cho nên nó dần dần nó sắp sửa tuyệt chủng thôi. Cho nên không có gì để nói. Chứ thật ra mình chỉ thích nói về cái đề tài đấy thôi. Tại vì trước đây chúng nó ngăn chặn cái sự làm ăn của người Việt Nam á, mà trong khi người nhà của mình ở Việt Nam thì cần công ăn việc làm, đúng không? Mà người ở bên này thì thực sự gửi tiền về Việt Nam thì ai cũng lắc đầu lẻ lưỡi, ai cũng không muốn. Tại vì bên này cuộc sống người ta cũng phải làm ăn, người ta cũng cực khổ vất vả đó, mà người ta lại lo cho người Việt Nam nữa thì ai mà không vất vả cực khổ, biết không? Thế nhưng mà chúng nó ở bên này chúng nó không giúp gì được người Việt Nam, mà chúng nó còn tuyên truyền rồi chúng nó nói là đừng có dùng đồ Việt Nam. Thì mình mới lên đây mình giải thích cho chúng nó biết là khi mà mình muốn làm cái gì ấy, thì mình phải được lòng của người dân đã. Cái người dân người ta không thích mình thì làm sao mà làm ăn gì được, trong khi người ta lại nghèo khổ, mình lại cắt đứt cái công ăn việc làm của người ta ở đây. Cứ ai buôn bán mà bán đồ Việt Nam chúng nó biểu tình đó, mà trong mõm chúng nó thì suốt ngày nói Trung Quốc thế này thế kia, nhưng mà chúng nó toàn ăn đồ Trung Quốc thôi, chả thấy bố con thằng chó chết nào đi biểu tình chống Trung Quốc cả, nhưng mà cứ chống hàng hóa Việt Nam thôi, rồi làm khổ cho những cái người làm ăn buôn bán ở bên này. Bên này tại vì người ta không muốn dây mấy cái lũ hủi đó, thì người ta mở được một cái tiệm ra người ta bán, người ta rất là vất vả khổ sở, cho nên không muốn dây mấy cái bọn hủi đó, nên người ta phải chiều chúng nó này kia các thứ thôi. Còn bây giờ đứa nào dám há mồm tát cho tòe mỏ ra. Đúng không? Cho nên là ngày xưa mình mới phải lên đây mình nói, tại nó động chạm đến mình, động chạm đến gia đình mình, động chạm đến họ hàng, bà con, bạn bè, rồi người Việt Nam. Đúng không? Mình chống cái gì, chúng nó chống cái gì, kệ cụ chúng nó. Chúng nó chống ở bên này, chúng nó chơi với nhau, chúng nó chống kệ cụ chúng nó. Mình không có quyền mình ngăn cản chúng nó thù hận ai hết. Nhưng nó làm cái gì nó không có động chạm đến cái dân Việt Nam của mình á, thì ok. Nhưng mà nó động chạm đến là mình phải đập, thấy không? Cái đấy là cái hơn nữa, mình là người Việt Nam, mình phải có lòng tự trọng của mình. Bây giờ Việt Nam mà sung sướng, mà người Việt Nam mà hạnh phúc sung sướng, hay là người Việt Nam làm được một cái gì hay thì mình phải tự hào chứ. Tại vì mình là người Việt Nam, không lẽ đi ra kia đứng ở giữa đường kia giải thích là tao là người Việt Nam nhưng mà tao không phải là cộng sản, tao tụt quần tao chạy từ cái ngày giải phóng đến bây giờ, không lẽ ra giải thích như thế à, đúng không? Còn bây giờ nhiều, tại sao mà chúng nó không được lòng người Việt Nam ở hải ngoại này? Chúng nó toàn lừa đảo người ta thôi, lừa đảo quyên góp lấy tiền. Mình chửi nó, chửi cái bọn lãnh đạo á, lãnh đạo cộng đồng á. Chứ còn những cái người ta đi chơi á, người ta buồn quá.
người ta không có cái gì người ta chơi. Người ở bên này thì tiếng Anh tiếng em thì thường các cụ già đâu có biết đâu, thì tụ tập vào trong đó thì vui chơi với nhau. Tuổi già cần cái gì? Cần cái tinh thần, đúng không? Bởi vậy cho nên những cái người già bên này ai cũng muốn về Việt Nam sống hết á. Tại vì cái cuộc sống của người ta nó cô đơn á. Ví dụ như có nhiều con cháu ở bên này thì ok, nhưng mà con cháu nó cũng chẳng để ý được đến mình đâu. Mình đến nhà bạn chơi thấy những bà mẹ già già cứ ngồi một góc thôi, chân tay thì đau cứ ngồi một góc thôi. Con cái nó phải đi làm, con cháu nó đi làm, cháu mà nó có ở chung ấy nó lại không biết nói tiếng của mình, mà nó không có gần gũi bà ông bà như ở Việt Nam đâu các bạn. Cái đứa nào nó đẻ con ra nó mà biết suy nghĩ, nó thỉnh thoảng nó mang về nó cho ông bà gặp ấy thì còn ok, chứ là nó bận nó làm ăn ấy, có khi cả năm không gặp cháu được một lần. Cái đó là cái tinh thần của người già người ta cần lắm. Sống đến cuối cuộc đời người ta cần cái gì? Người ta cần cái tinh thần nó thoải mái, mà thoải mái rồi thì nó mới khỏe mạnh được. Bởi vậy những cái thành phần mà muốn về Việt Nam sống ấy thường là cô đơn ở bên này này. Mấy lại người ta phải có tiền. Không? Có tiền thì mới về được chứ. Ở đâu cũng thế thôi, sống cũng vậy thôi. Những cái thành phần giống như là độc thân, người ta có công ăn việc làm rồi, đến tuổi già đó người ta có nhà có cửa thì ở bên này cho thuê nhà đi, rồi lấy cái số tiền đấy về Việt Nam sống có phải sung sướng không? Chứ còn ở đây á, mà về hưu rồi tiền đâu có đủ để sống đâu. Sống cũng chật vậy ra, đâu có sung sướng gì đâu. Chị lại bắt đầu nói xấu cộng đồng chống cộng đi. Nói xấu từ lâu rồi. Chị là chị chửi cái lũ lãnh đạo cộng đồng đó. Xong rồi nó bảo mấy nhau nó khoe mấy mấy cái thằng lãnh đạo là con ni xà, nó lên trên mạng nó chửi cộng đồng Việt Nam lừa đảo này kia các thứ. Không lừa thì là cái gì đó, chống cái gì, liên quan gì đến chúng nó mà chúng nó chống. Rồi nó cứ tụ tập ra cái này cái kia xong rồi kêu mọi người quyên góp thì có phải là đồng đội lừa nhau không, cãi làm sao được. Xong rồi nó ra tự ra cái luật cho cộng đồng là ai nói xấu là gọi cảnh sát, con đấy là cái gì gián điệp của cộng sản rồi không được treo cờ rồi này kia các thứ, nó đâu có hiểu biết gì đâu. Xong rồi nó tuyên truyền cho những cái đồng đội của nó là như thế, nó không bảo vệ cho người ta mà nó nói cho người ta như thế, để nó chuyên dùng cái thời ngày xưa đấy, ai mà là Việt Cộng là nó cầm súng nó bắn đó. Ở bên này nó cũng cái kiểu nó dùng cái kiểu đó, nó tuyên truyền cho người ta vào đầu là ai mà đi ngược lại với cộng đồng là bị bắt rồi á, báo cảnh sát. Xong rồi á, nó đến nhà nó chụp hình chụp ảnh để nó kiểu cô lập người ta đấy, nó đe dọa cô lập người ta để cho người ta sợ, người ta không dám chống lại chúng nó. Nhưng thực tế đâu có cái luật đấy đâu, mà cái bọn lãnh đạo nó tự ra cái luật đó, xong nó làm cho người ta, những người người ta không hiểu biết nếu mà nghe theo lời chúng nó đến đây quậy cái này cái kia rồi nghĩ rằng mình làm như thế là đúng luật, thì có phải là cái thằng đấy nó bị bắt không, nó bị đi tù thì cái bọn cộng đồng nó đâu có giúp được cái gì cho cái người đó đâu. Đấy, mình mới ngày xưa mình mới giải thích cho chúng nó hiểu, bây giờ im hết mõm rồi. Đâu có đứa nào dám há mồm mà chửi mình đâu. Đó, cho nên mình mới nói mình là cái người giải phóng cho những cái người đó, chứ không cứ bị cái lũ đấy nó cô lập rồi nó đe dọa. À, không được đi ngược lại với lại cộng đồng. Bao nhiêu triệu người dân thì sẽ bị thế này thế kia rồi phải bán nhà đi rồi phải kiện ra tòa rồi kiện cái mà bố chúng mày. Bà que nó hóng ở ngoài đấy, mai mốt nó lại chửi lấy xà vũ ấy. Nó chửi nhiều rồi nhưng mà nó đâu dám động lông chân mình đâu, ngày xưa nó không hiểu. Những cái người đấy thật sự ra là mình tội nghiệp cho người ta.
Tại người ta không hiểu, người ta cứ tưởng rằng cái luật đấy là đúng, những cái gì chúng nó làm là đúng, kiện mình ra tòa là bêu díu cộng đồng, rồi đi ngược lại với lại bao nhiêu triệu dân người tị nạn ấy, cái kiểu vậy. Nó tưởng họ, vì họ nghe cái bọn đấy nó tuyên truyền cho nên họ tưởng là cái luật như thế là đúng, nhưng thực tế họ sống đây mấy chục năm chả hiểu biết con mẹ gì hết, hiểu không? Cho nên nó mới dám xông thẳng đến nhà mình, nó chụp hình chụp ảnh nó đưa lên mạng, hiểu không? Bây giờ còn dám há mồm ra, còn dám làm cái gì nữa không? Rồi ai ai người ta cũng về Việt Nam rồi, ngày xưa nó nói là đừng không về Việt Nam rồi, không gửi tiền về Việt Nam rồi, không về Việt Nam rồi, không bắt tay với cộng sản, thế ai ai cũng làm như thế, có nghĩa là đi ngược lại với chúng nó rồi, sao không thấy đứa nào lên tiếng ấy? Em chào chị Nguyễn Bích Liên, chào em, chào các bạn nhé, vào đây chơi nói chuyện tí cho đỡ buồn, lâu lâu rồi để sau này mình có về Việt Nam mà nhìn ra cái bản mặt mình chứ không biết nữa. Lâu rồi không thấy không nhận ra đúng không? Ăn cơm cho mọi người ơi, bên đấy mấy giờ, 8 9 giờ phải không, ăn sớm lắm mà. Bên này bây giờ cái gì nó cũng khó khăn rồi mọi người, mình đã nói từ xưa rồi, cái ngày mới qua đây đó, cái ngày mà Lê Sàm mới qua đây, cái chuyện ăn trợ cấp rồi ăn tiền thất nghiệp nó rất là dễ. Em gái Nguyễn Bích Liên bình an xinh đẹp, mình chúc à, em gái Nguyễn Bích Liên đếch biết đọc. Bây giờ nói viết tắt á, mình phải dặn mãi mới ra được. Không biết ở bên này á, không phải là quên tiếng Việt các bạn, ở bên này lâu không phải là quên tiếng Việt mà là mình nói nó hơi bị chậm, tại vì nhiều khi người ta dùng tiếng Anh á, chẳng hạn đi chợ người ta đi mua đồ này kia các thứ, người ta không nói là ồ tôi đi ra cái gì tiệm hay là đi ra chợ hay là cái gì đi shopping, nói cái kiểu như thế. Xong đến khi mình nghĩ mình nói tiếng Việt thì mình phải khựng lại để mình nói ra tiếng Việt, chứ không phải là quên tiếng Việt được, quên thì không quên được, nhưng có cái là mình khi mình phát âm nó không được như mọi người, nó nhanh như thế chứ quên làm sao được. Nhiều người cứ ở bên về Việt Nam này cứ ra vẻ ta đây, nhưng mà ở bên này một chữ bẻ đôi đếch biết nắm chuyện, không biết cứ nổ để làm cái gì không biết, mình cũng chả hiểu nữa. Thế còn những cái thành phần mà người ta về Việt Nam ấy phải có cái một ít tiền, tại người ta bây giờ mà về Việt Nam giống như làm lại từ đầu ấy thì đi đâu cũng phải có tiền, đi có tiền thì về Việt Nam thì mới sống được, chứ bây giờ công ăn việc làm không có, già khú đế ra rồi làm ăn gì được nữa, thì người ta phải có cái cách người ta làm sao người ta có tiền. Chẳng hạn những cái người mà độc thân á, mà người ta bên này có gia tài đấy, có nhà có cửa, thì cái số tiền mà người ta cho mướn nhà cho thuê nhà đi đấy, thì người ta sẽ về Việt Nam với cái số tiền đấy người ta ở đấy rất là thoải mái. Nhưng mà bên này không có thoải mái được, về già chỉ trông vào cái tiền trợ cấp mấy cái người mà không có cái lương hưu á. Và tại vì lương hưu á, mình đi đâu mình sống người ta cũng, mình cũng có cái số tiền hưu đấy rồi, phải không? Chứ còn như là ăn trợ cấp mà về Việt Nam sống thì làm sao mà ra khỏi những cái đất này bao nhiêu tuần á là nó cắt trợ cấp rồi, nó đâu có cho nữa, thì lấy tiền đâu ra mà sống đó.
Cho nên là những cái ông mà muốn về Việt Nam mà nói tôi không thích về đâu, chỉ có nói phét thôi, tại làm gì có tiền mà sống mà về. Bây giờ mình ăn trợ cấp ở bên này á, thì mình ra khỏi đất này á, bao nhiêu tuần là nó cắt rồi, nó không cho mình tiền đâu. Không? Thì lấy cái gì mà sống? Đấy là những người già, nói về những người già nhé. Còn những người mà làm mà người ta có hưu á, thì người ta về Việt Nam người ta có một đống tiền ấy, ở ở Úc với Mỹ nó khác nhau. Tiền Úc ở đây nó trả cho mình một số tiền hưu, xong mình cầm cái số ấy về, mình về Việt Nam mình sống. Đúng không? Ai có nhà có cửa sẵn rồi thì mình không phải thuê, nó vẫn cứ rẻ hơn ở bên này. Bên này mặc dù là sau này ví dụ như là mình trả hết tiền nhà rồi nhá, hết tiền nhà rồi, nhưng mà những cái bill tiền thuế nhà thuế đất đó, mình vẫn phải trả. Như thế đâu có, nó đâu có, nó đâu có miễn phí cho mình đâu. Ok, vậy đây nha các bạn. À, nói chuyện đây thôi. Giờ gì? Đến chào vui vẻ.